Lúc 7 giờ ngày 11 tháng 11, hàng trăm tăng ni, Phật tử, Pháp tử và người dân xứ Huế đến dự lễ di quan Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đến nơi trà tị hỏa táng ở công viên Vĩnh Hằng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm nơi hỏa táng nhục thân của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang cách trung tâm thành phố Huế 11 km về phía Tây. Do ảnh hưởng của bão số 6, sáng 11 tháng 11, tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn. Tuy nhiên, thời tiết xấu không ngăn nổi bước chân dòng người đến đưa tiễn cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. Họ đến chùa Từ Đàm, nơi đặt linh cữu Đại Lão Hòa Thượng từ rất sớm. Tại đây, các chư tăng và Pháp tử cung tiến giác linh, đảnh lễ ba lạy, sau đó, đồng thanh niệm Phật trong khi Phật tử cung thỉnh Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng rời nơi tôn trí, tiến ra sân, hướng đầu Kim Quang vào chánh điện đảnh lễ ba lạy. Sau đó, mọi người đưa Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng ra xe ở cổng chính chùa Từ Đàm, di chuyển về nơi hỏa thiêu như lời di huấn của Ngài. Đoàn tăng ni, Phật tử và người dân đội mưa tiễn đưa Hòa Thượng Thích Trí Quang về công viên Vĩnh Hằng nơi diễn ra lễ hỏa táng. Ảnh Nhật Linh. Khi đến nơi hỏa táng, dù trời mưa lớn nhưng hàng trăm tăng ni, Phật tử cùng người dân tứ phương vẫn mặc áo mưa, che ô đứng đọc kinh Phật khi cổ quan được đưa vào lò hỏa táng. Theo di nguyện của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, tro cốt ngày sau khi hỏa táng sẽ được đưa về chùa Từ Đàm làm tuần, chung thất, trăm ngày, tiểu tường và đại tường. Mỗi lễ trên đều không thông báo và mời ai dự. Xe rước di ảnh và di quan của Đại Lão Hòa Thượng đến công viên Vĩnh Hằng dưới trời mưa rất lớn. Ảnh Nhật Linh. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang viên tịch lúc 21 giờ 45 ngày 8 tháng 11 tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, sau nhiều ngày liên tiếp lâm bệnh nặng, hưởng thọ 97 tuổi. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang sinh ngày 21 tháng 12 năm 1923, người gốc Hải Dương, quê quán tại tỉnh Quảng Bình. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang xuất gia năm 1938, sau đó vào Huế tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô Huế trong khoảng thời gian dài. Sau ngày thống nhất đất nước, Đại Lão Hòa Thượng có khoảng thời gian gắn bó với một số chùa ở thành phố Hồ Chí Minh như chùa Ấn Quang, tu viện Quảng Hương và Lam. Khoảng thời gian rời xa xứ Huế, Hòa Thượng Thích Trí Quang chuyên tâm tu hành, đồng thời viết sách, dịch và chú giải kinh. Di quan của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang được đưa vào lò hỏa thiêu ở công viên Vĩnh Hằng. Ảnh Nhật Linh. Năm 2013, khi 90 tuổi, Hòa Thượng mới quay trở lại chùa Từ Đàm ở Huế và tu hành tại đây cho đến khi viên tịch. Lúc sinh thời, Đại Lão Hòa Thượng từng soạn ra hàng trăm bài khảo luận dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, làm nền tảng cho Phật học và thái độ ứng xử theo chánh pháp. Hòa Thượng Thích Trí Quang để lại tâm nguyện sau khi viên tịch 6 giờ sẽ nhập niệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu.